Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhi nhập viện với các bệnh lý đường hô hấp tại bệnh viện gia tăng đáng kể, nhất là các trường hợp do virus hợp bào hô hấp RSV gây nên. Hiện mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tiếp nhận trên dưới 20 ca mắc viêm phổi do virus hợp bào hô hấp RSV. Các bệnh nhân rải rác đến từ các địa phương trong tỉnh và từ Thái Bình, Hà Nam sang. Số ca đang điều trị tại bệnh viện là 80 trẻ, trong đó gần 10% bị triệu chứng nặng, suy hô hấp, phải thở oxy hỗ trợ. Đa số trẻ nhiễm virus RSV đều nhập viện trong tình trạng thở khò khè, sốt, một số trẻ diễn biến bệnh nhanh chóng. Anh của cháu đi lớp thì là ở lớp có bạn chắc cũng ốm, thế là anh cháu ho thì về lên chơi với em. Thì là bé kiểu sức đề kháng nó kém ấy, thành ra là mấy hôm sau là thấy bé ho mấy tiếng, cháu sốt nhẹ và cảm giác là cháu nó, bé nó mệt ấy. Thì là em cho đi test dương tính với virus RSV. Các bác sĩ cho biết trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV hầu hết ở giai đoạn dưới 1 tuổi, nhiều nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi. So với cùng kỳ năm ngoái, số trẻ bị viêm phổi do virus hợp bào đường hô hấp RSV tăng cao hơn và có cả trường hợp trẻ 3 đến 4 tuổi vẫn mắc. Do lượng bệnh nhân tăng cao nhanh chóng đã gây quá tải giường bệnh ở khoa nội nhi 1, bệnh viện đã mở rộng khu điều trị, di chuyển bệnh nhi sang khu nhà rộng rãi hơn để đảm bảo không gian thông thoáng cho bệnh nhân. Đối với cái bệnh RSV này thì các phụ huynh lưu ý là sẽ diễn biến rất nặng ở những tuổi dưới 6 tháng tuổi. Chính vì thế thì chúng ta không nên tự ý mua những cái thuốc theo các cái đơn có sẵn. Cái đấy vô hình chung thì sẽ có thể là không phù hợp với lại độ tuổi con, thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng phụ, những cái tác dụng phụ của thuốc rất nguy hiểm cho trẻ. Thời tiết bất thuận là điều kiện thuận lợi cho các loại virus gây viêm đường hô hấp phát triển thành dịch. Từ đầu tháng 4 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã tiếp nhận điều trị cho 190 trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV. Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên và Bệnh viện Đa khoa Hương Hà, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị do nhiễm loại virus này cũng tăng đáng kể.